Ok, xin chào các bạn nha, mình là Nguyên đây. Thì các bạn này, đấy, không biết hôm nay là ma xui quỷ khiến thế nào vậy. Mình lại đi ra ngoài sông chơi, các bạn lại ra ngoài đây thì thấy cái thằng này nó ngồi trên bờ. Thế là mình ra đây thì thấy Điệp Lạn ở dưới nước rồi. Thì là chiều nay Điệp Lạn nó phải học ấy, mai nó thi rồi, đúng không? Mai thi đúng không? Ừ, đúng rồi ấy. Thế tại sao mày lại trốn học với nó đi tắm? Tại đang trong tiết học tự nhiên thằng ấy em đi vệ sinh nó đi theo rồi nó bắt em trốn. À nhỉ? Có nghĩa là đang đi học đúng không? Đang học rồi, đang học trốn ra ngoài. Em đi vệ sinh nhưng thằng ấy đi theo. Cái tội này tội nặng đúng không? Bởi vì là vừa anh ra anh không thấy xe của mày ở đây, nhưng mà vô tình anh lại thấy mày cầm cỏ xoài. Thế là anh ra, hiểu không? Đấy, còn thằng kia nhá, cái tội mà tội nặng ấy. Nặng cái đầu bùi. What the hell? Trốn học à? Cứ đầu bùi đi, tí nữa về tao bảo bố. Nói mẹ tao dạy mày đi nhà mày đéo xuống nhỉ? Cái gì tí nữa mày đi bơi không? Cái này. Mày đi bơi không? Nó còn phải đi học, bây giờ lên lớp với em. Vâng. Tức là mẹ mà quay lại. Tí về tao bảo mẹ, bà bố. Bảo ô cái luôn. Nhanh lên con đi học. Bố ông trò nhá. Cái gì cơ? Bố ông trò ok. Nhanh nay đi học đi. Nhưng mà chúng mày tại sao này xe đâu? Thằng ấy bắt em đi bộ tới. À đi bộ cơ à? Trốn làm sao lấy xe được anh? À. Có nghĩa là xe mới cặp bất trường à? Cặp vẫn để đấy. Đang học này trốn. Bố thì trốn đi. Bố nóng quá bố trốn được. À được. Nóng quá trốn được. Anh về quê bố luôn. Cái đấy thì anh không cấm được Điệp, hiểu không? Bố là nóng quá bố ra bơi làm gì ta? Ừ, ai làm gì Điệp đâu. Tí nữa bố sẽ làm gì em? Cái mẹ bố. Cái mẹ bố. A few moments later. Mẹ em ơi, đi lên đây. Này thì cái mẹ bố này. Cái mẹ này. Nó đi học cái chỗ này nó tắm không? Ai bảo mày đấy? Không ở đây đâu, bác về đi. Mày con cái à, mày trốn này mày còn nói thế không? Đâu nó cháu là Hiếu mà. Đi lên đây, Hiếu đi hết gì? Thằng Hiếu nó vừa về nhà nó quay đấy. Mày đừng có nàng nhằng nhá. Đi lên đây. Mày đi lên đây ngay. Cãi à? Chết mày. Mẹ mày tao xuống tao đập chết đấy. Còn chưa? Mày có lên đây ngay không? Không. Ai bảo mày đấy, mày to gan nhỉ? Bố ai bố? Bố cởi áo ra bố xuống bơi luôn. Tao sao mày cởi áo? Tao xuống tao kéo nó lên thôi. Bố nhảy xuống bơi luôn đi. Không. Bây giờ nó béo như thế nào? Ông ơi, nó béo cái ông thì cho nó bơi cho giảm cân, sao ông cứ ra đây ông mắng nó làm gì nhỉ? Không, nhưng mà khổ cái nó đang ngày nó đi học. Nó này trốn học nó ra đây. Đang học xong rồi trốn. Ngày nghỉ thì bảo anh nó cho đây bơi thì được. Mà hôm nay ngày học. Nhưng mà trốn học thì đánh đâu? Mày đi lên đây. Không. Mày dám trốn học à? Bố ơi bố. Bố ơi. Bố biết bơi không? Tao bơi từ bé. Tao nhảy xuống 4 tuổi đi. Đi đi. Mày có lên không? Không. Tao đến 3 cơm mà mày tao nhảy xuống ấy. Lên. Đấy. 1. Có lên không? 2. Có lên không? Ui giày ra ướt tao đến 10 rồi chứ. 3. Có lên không? Ui. Mày không hớt được bao con trai. Rồi, vừa chết điêu rồi. Đúng rồi. Đến đây. Chết, cần chưa? Nguyên mày kéo không á? Nguyên xuống Nguyên. Nguyên nhảy xuống. Nguyên nhảy xuống đây dép Nguyên. Đang chết, cần chưa? Tìm dép đi. Dép ở đây. Đây đây ông cho đi đi. Đây có đây. Đây nhá. Đi lên. Đây. Thôi mày kéo lên đúng không? Đang nóng lên tiền. Chưa? To gan cũng nóng ra đây luôn. Đang nóng. Đi lên. Nguyên kéo lên Nguyên. Nguyên nhảy xuống Nguyên, chỉ nó phục bố anh ấy. Thôi thôi. Đi nào. Ao ôi. Tao ơi. Con học ra đây à? Trốn học đi à? Lên ngay. Từ chân đang đau. Kéo xuống lên. Thế nó mới hay. Nó đang học nó trốn mà. Đấy, đánh đâu? Thằng này không phải cho đi chạy. Trời to gan thế này thôi. Ồ, tay ra có được lên được. Đây, lên, bám này. Bám này anh Nguyên kéo này. Đây, thằng này nó nguy hiểm lắm. Kéo xuống đấy. Thần chưa? Đây rồi, đây bố phải lấy cái này bố nó mới chất bố ạ. Đấy, đánh đâu? Chưa. Bố đừng thấy. Cái ra này không đánh điểm gì phí nhỉ. Phải đánh. Đã muốn đánh rồi. Núng nính anh à. Rồi Nguyên, kéo nó chạy đấy. Đây, cầm vào đây. Này. Cầm vô. Mày kéo gì chưa lên đã kéo rồi. Mày chết, này đi trốn học. Tao đang làm này, tao phải ra đây. Đứng lại, cấm chạy. Người phải giữ nhá. Này phải cho nó tắm. Bắt có dép nữa kìa. Dép đâu, dép một chiếc này. Mất rồi. À, dép đâu? Mất cả dép của tao rồi đấy. Mất một chiếc à? Ừ. Thế chắc là ở dưới đây rồi bố ạ? Dưới bùn thôi. Bố mất dép à? Mất cả dép rồi đây. Đứng lại, đứng đi đâu? Đứng lại. Ai bảo mày? Ai bảo mày? Tại sao? Tại sao đi học nên lại trốn hả? Kệ quân. Sao mà kệ được? Cứ đánh nhau. Hôm nay mà không biết thì về thì bảo đi học bình thường nhỉ. Thì nào tí giờ mày quên lại học tiếp. Bây giờ còn học cái gì? Đang nóng. Ai người ta dạy là bố ơi, nó bảo nóng mà trốn thì tắm bố ạ. Vụt con bố ơi, thằng này phải vụt. Ai cho mày thế? Thằng này phải đánh đau. Ai cho mày thế? Đấy, tao nói mày hôm nay về tao phải cho mày ăn no đòn nhá. Không phải đời đời. Bố bổ ra nào kìa. Đừng có giận như thế nhá. Ai mà mày? Ai mà mày? Úi giời ơi. Ai mày trời ơi. Tốn nào kìa. Tao không em. Bố ơi bố. Bố ơi. Bố ơi, nó còn vừa bảo là cái mẹ bố. Mẹ hả? Cái mẹ bố đã chết rồi, còn áo ten nữa cơ. Có bằng chứng. Áo ten này. Có bằng chứng nữa cơ. Đã trốn học đi. Cãi à? Còn cãi à? Bố ra đâu có đâu. Tao à? Bố ơi, thế trốn học đi ra tắm có đau không? Đâu thì tắm xuống cái đâu đi. Bạn sau tao nói mình nhá, cấm đang ra học mà trốn đi nhá. Ô bố cấm được con rửa dê đấy. Này nó ra thì kìa bố ơi, nó còn bảo bố cấm được con kìa. Ui giời ơi, mày còn cãi thế à? Bố kém thế nhỉ. Mày còn cãi không? Mày thích cãi không? Bố ơi bố dậy đi bố. Ai là cãi đi ra. Ra gì? Đấy đi mặc quần áo mà. Đeo quần. Mặc quần áo đi về ngay vậy tao trói vào nhờ nhà. Trói cột ra hẻ không cho được. Đâu bố cả. Nó ra từ chiều ấy không ạ? Ra từ trưa rồi, đi học từ trưa. À ra từ chiều đúng không? Từ chiều. Mẹ mày bây giờ đây mẹ đông người tao chưa cho mày ăn no đòn đấy. Sợ. Bố ấy nó còn bảo nó sợ bố kìa. Mày cứ về nhá, về nhà mẹ mày có trách ta. Giờ mẹ mày sắp về đấy. Giờ về tao giao cho mẹ mày. Mày còn đấy à? Mày còn đánh nhanh hả? Mày còn đánh nhanh hả? Đánh đâu? Dép đâu? Cặp đâu? Kệ quần cặp đến lớp. Mẹ mày á. Này thì kể mẹ bố này. Dám nói dám ghét thế à? Ôi thì anh còn chỉ. Ai chỉ? Anh còn phải tự bịa. Mà bố ơi, trốn học này còn rủ cả bạn trốn nữa cơ. Trốn đau đầu. Tiếp tục mày rủ dê chúng nó là không được đâu nhá. Rủ thì tìm rủ nó đòi đi theo rồi. Bố mẹ nó đánh nó. Nó đòi đi theo thì ai biết được. Nó đi theo, nó mà đi theo vậy. Nó đòi đi theo. Đòi đi theo ra rồi cái này tao phải gọi ra nhá. Ôi một cái. Nó đi học rồi, vừa trở đi học rồi. Ông Đỗ ơi. Sao ông có hai thằng đẹp trai nhỉ? Thế này mà nó xuống đây thế nhỉ? Đẹp trai nhưng mà một thằng hỏng rồi, ba nó hỏng nó hư lắm. Nó hỏng thì cho đi ấy. Cho đi chạy. Đang bảo về bàn với này bà xã là cho đi chạy đấy. Đúng rồi. Tiếng hè này ở nhà hỏng. Cái đợt trước nhá định cho đi rồi nhưng mà nó van xin xong nó bảo hứa từ giày nông thế đó. Đâu cho đi ấy về bỏ Bắc Hải làm đơn cho đi luôn. Nếu mày mẹ nó đi chạy em nhá. Mẹ bảo mẹ làm đường. Mày cứ học như này thì ai quản lý được mày. Bố phải phang nó đi, bố phang mạnh vào. Đi về khẩn trương. Về làm gì? Bố cho hẳn miếng đá vào đầu nó này. Mày cho ai không á? Mày đi về cả. Thằng Nguyên mày. Lấy xe đi. Lấy xe cho nó về. Khẩn trương. Anh cứ làm gì tao nhỉ? Làm gì bố đi tìm đường ra. Tìm đường ra. Lấy xe cho Lan nó về đi. Đúng rồi. Bố mày đánh cho bố cái. Bố cứ về đi để bố đi cùng nó về đi. Xe ngoài đi về. Bố lát bố này. Đúng rồi, để thằng con đẹp trai kia mà đi như thế là không đánh. Không, thằng này nó xấu dai chứ, xấu dai còn hỏng ấy, hẳn không? Người đẹp trai mà. Đánh được cái tiếng người ta khen đẹp trai mà nó hư lắm. Không, thằng này thì bảo nó từ từ thôi. Thằng này đẹp trai mà. Nói nó không nghe đâu bác. Thầy bảo nó dồn dập chứ bảo từ từ thằng này hỏng luôn. Dồn dập à? Cháu nhá, hỏng cái tí lắm đó. Đâu mẹ nói là ở nhà tao không nghe rồi. Đang nào phải bỏ ra đi. Tí về tao bảo mẹ nữa cơ. Hôm nay về bắt mẹ mày làm đơn. Thế bố về trước nha, con tao mò dép bố. Mày đi ra tìm dép bố. Khổ quá bố nhảy xuống làm cái gì. Động viên tí là bố nhảy thật à? Bố về trước nha. Về trước nha. Mình ra tìm dép. Ok các bạn ạ, đấy, điểm là bị ganh các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ ra mình mò dép cho bố mình. Bố mình nhảy xuống quả đẹp tuyệt vời. Một like. Nhớ là phải like video nhá, lần sau sẽ có những video cực kỳ hay luôn. Đi. Nó phải vậy đi. Ra mò cái dép. Vừa nhảy xuống đôi đẹp nó không nhảy. Hả? Vừa mày nhảy xuống kéo điệp nó không nhảy. Giờ tao sợ nước. Sợ nước giờ mò dép của gì? Mày mò. Cái gì cơ? Mày mò. Tao quay video này. Tao quay hộ cho. Không. Tao cameraman từ nãy giờ rồi. Nhảy xuống bạn này. Nhảy xuống đi, còn một chiếc nữa cơ. Mất quả dép Adidas, à không phải dép gì đấy. Superman. Rồi Superman. Thôi. Nhảy xuống đi. Ui. Ai chà. Điện thoại của Điệp. Cho nó cầm đi, chắc phải kiểm tra ấy. Ấy chà, tí nữa về lại có trò chôn rồi. Đi tắm mất điện thoại nữa. Ừ. Thôi được rồi, mất đôi dép tí về bảo mẹ mua dép mới. Chứ bây giờ thời tiết như này mà xuống mò thì cũng hơi khoai thật. Hôm nào nó nóng xuống mò. Bởi vì dép nó xuống bùn nó chỉ ở đây thôi đúng không? Nó nổi mà. Không nổi đâu. Bố tao nhảy xuống là dám xuống bùn luôn mà. Tí nổi. Ok thôi các bạn ạ, bây giờ thì có lẽ là mình sẽ phải đi về nhà và đợi mẹ mình về xong rồi mép mẹ mình ganh được đoạn tiếp. Nói chung là nếu mà tí nữa mà mẹ mình ganh mà nó hay hay ấy thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem. Mà nó không hay thì... Vẫn đang bị xem chứ. Không, mà nó không hay thì thôi, mình quay đến đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Bye bye các bạn. Bye bye. Quên. Nếu mà các bạn thấy video này hay, nếu mà các bạn thấy yêu quý mình thôi thì để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ok bye bye các bạn nhá. Bye bye.